Rồi, xin chào quý vị, chị các bạn trở lại với uh, trên đồng xe hơi uh, Tota Hilux lắc uh, đầu xe bán tải của Tota tại thị trường Việt Nam hiện nay thì đang được bày bán 4 phiên bản uh, một cầu số sàn một cầu số tự động hai cầu số sàn và hai cầu số tự động uh, mức giá của 4 phiên bản lần lượt là 628 triệu đồng 674 triệu đồng uh, 799 triệu đồng và 913 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất uh, Tuy nhiên thì anh chị Lưu ý giúp em, tuần thường chúng em em sẽ bán hai phiên bản số động, một cầu và hai cầu. Một cầu 674 triệu đồng và hai cầu 913 triệu đồng. Hiện nay thì chương trình khuyến mại dành cho hai mẫu xe này, hai phiên bản số động ấy. Thì thực sự là không quá nhiều tại thị trường Bắc Ninh. Với phiên bản cao cấp thì bên em thật sự chỉ giảm được còn vài triệu thôi. Thường thì quý anh chị sẽ mua đúng giá yết và nhận khuyến mại thêm về phụ kiện như là dán kính, trải sàn, camera hành trình hay một số phụ kiện kèm theo xe. Ngoài ra thì nếu như chúng ta quy đổi tiền mặt thì bên em chắc thì giảm vào đâu đó vào khoảng 5 triệu rồi và 913 triệu đồng và em bớt không được nhiều vì thật sự là cái lượng xe về hàng tháng sẽ không nhiều. À với phiên bản một cầu số động thì mức giá khuyến mại sẽ nhìn hơn một chút khi mà hiện nay tổng của chị khuyến mại có thể lên đến 10 triệu đồng tiền mặt theo xe. À, nếu như anh chị không muốn lấy xe về không thì chúng ta có thể cân đối với mức là 5 triệu tiền mặt và tặng kèm những gói phụ kiện trị giá vào khoảng suy soát 10 triệu nữa đó Ờ à, 674 triệu đồng cho phiên bản một cầu số tự động và khi đó thì cái mức giá lăn bánh tạm tính ở các tỉnh địa phương như ở Bắc Ninh đó, thì với khách hàng đang nhu cầu sử dụng Bắc Ninh sẽ dao động 715 718 triệu đồng À, với phiên bản cao cấp nhất thì à, mức giá lao lăn bánh dự kiến là khoảng 970 đến triệu đồng nhé à, trả góp tối thiểu thì à, một cầu mình chuẩn bị giúp em là khoảng 180 triệu đồng và phiên bản hai cầu thì chuẩn bị giúp em là khoảng chiết soát gần 300 triệu đồng rồi à, thật sự thì Toyota hai lắc một cầu hay Toyota hai lắc hai cầu thì vẫn có sức hút riêng vì thời điểm này à, Foranger Forranger thống trị bán tải thì à, đang là xe lắp ráp trong nước, chất lượng khá ok. Tuy nhiên thì với những khách hàng cẩn thận hơn, kỹ tính hơn, họ rất là thích những cái xe bán tải nhập khẩu. Có thể về chất lượng, có thể về tính thanh khoản về sau. Tuy nhiên thì quý à, anh chị đang có nhu cầu thì mình cứ thể bốc máy alo, bọn em sẽ hỗ trợ được cả tất cả những cái đầu xe bán tải hiện nay trên thị trường Bắc Ninh. À, Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Nissan Navara thì Bắc Ninh đều có hết rồi. Và bên em đều có chương trình giá bán uh, hỗ trợ khuyến mại Làm sao để mình có thể mua xe nó tốt và nó sát nhất với cái nhu cầu mà mình sử dụng xe đó uh, mức lăn bánh dự kiến thì hiện nay so với đầu Ranger nếu như phiên bản một cầu thì hai lắc đang nhỉnh hơn đâu đó vào khoảng 30 đến 40 triệu đồng à, uh, Ranger một cầu số động chúng ta đang là 650 triệu đồng mức giá giảm vào khoảng từ 25 đến 30 triệu Uh, Toyota Hilux 674 triệu đồng thì Chúng ta bớt về khoảng 670 Đúng không ạ? Thì uh, lệch nhau đâu đó vào khoảng 40-50 triệu rồi uh, Để có cái uh, báo giá lăn bánh Hay là tìm hiểu xe một cách kỹ càng nhất Thì uh, quý khách hàng vui lòng lên lại trực tiếp Qua ra đến kèm cho mình giúp em nhé uh, Xem xe hay là hai phiên bản này nó khác nhau như nào Thì... Uh, chắc là em sẽ làm một cái video riêng hoặc quý anh chị có nhu cầu mình hoàn toàn có thể đến Toyota Băng Ninh hay là Phó Băng Ninh à, hai showroom gần như là đối diện nhau và đều có xe xem trực tiếp nhé thì à, mình sẽ cân đối được cái khác nhau và làm sao để chọn được cái mẫu xe ưng ý nhất rồi xin chào và xin hẹn lại trong những cái video tiếp theo